Nghe nói lên đến làng đại học mà không ăn lẩu chay á thì cứ coi như là chưa đến làng đại học đi. Không biết có thiệt không vậy mấy bạn làng đại học á, hả, vô xác nhận cho tôi với. Peekaboo nụ chu nè. Nếu đã nói như vậy rồi thì hôm nay tôi sẽ làm một cái food tour chỉ cho mọi người hai cái quán lẩu chay mà tôi thấy ngon nhất làng đại học luôn. Đầu tiên là lẩu chay Hoàng Đạt, quá trời chi nhánh luôn má ơi. Đi một người là 45, hai người là 40, ba người trở lên là 35 cà một người. Lẩu ở đây nước dùng kiểu ngọt thanh, có đầy đủ tàu hủ ki, chả, sườn non chay, đặc biệt là rất là nhiều rau luôn. Nước chấm ở đây á thì thiên vị ngọt một chút xíu. Mà tôi thấy hả, nồi lẩu hai người ở đây ăn quá trời quá đất luôn á mọi người. Hai đứa tụi tôi á hả, vớt hoài không hết topping luôn á. Cái quán lẩu này hình như là có rất là nhiều chi nhánh, gần như là bậc nhất ở Thủ Đức luôn. Nên là cũng dễ hiểu khi mà quán lúc nào cũng siêu đông đúc. Ai mà thích loại nước lẩu thanh thanh á thì vô đây ăn thử nghe. Còn mà ai muốn đa dạng loại nước lẩu hơn á thì bên Hữu Duyên á thì quá trời loại nước lẩu luôn. Lẩu mắm, lẩu thái, lẩu nấm, lẩu khổ qua. Giá thì từ 50, 45, 40, 35 ngàn cho một người tùy theo loại nước lẩu. Tôi ăn lẩu thái á thì nó chỉ có vị chua nhẹ hơn một chút xíu thôi. Bên đây thì siêu đông luôn. Với cả quán tự tin là có nước chấm ngon nhất. Ừ thì cũng ngon thiệt đó. Topping ở mức vừa phải, không quá nhiều.